nếu đang gỡ bom, đừng tham gia thử thách màu sắc của chúng mình. Màu gì cũng được trừ vàng. Hàng đến rồi. Gì bên trong hộp nặng này vậy? Cái gì bên trong vậy? Ôi trời, là con người. Có người kỳ dị bên trong. Này, sao bạn đến nhà chúng mình vậy? Chào, mình là Coloris. Bạn thấy chán không? Mình sẽ mời bạn chơi trò chơi màu sắc thú vị cùng với mình. Không đánh đấm, trò chơi vô hại. Sẵn sàng mang tất cả màu sắc cầu vồng để đời bạn thú vị nào. Ờ, không chơi đâu. Chúng mình thích chơi đàng hoàng, phong cách cổ điển hơn. Thôi, chơi với mình đi mà. Mình bắn màu bây giờ. Ờ, được rồi. Mình sẽ chơi thử thách màu sắc. Hay quá, hẹn gặp lại. Theo chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho Ellie. Nhưng mém quên mất tên Coloris đáng ghét. Ê, ngừng ăn lại. Của bạn gái mình mà. Trời ơi, bạn gọi cái này là mì ống à? Biết nấu không vậy? Mau thêm chút nhiệt tình vô đi. Thêm gia vị đỏ vào, hiểu không? Không biết thêm gì và không có thời gian đổi món. Đây, Coloris giúp cho. Ớt đỏ là lựa chọn tuyệt vời. Không phải chứ, toàn màu đỏ. Ớt đỏ. Xin lỗi, Ellie. Ồ, tuyệt quá. Anh nấu mì ống trông ngon thật. Có gì sai sai? Cay quá! Cứu! Ellie chuẩn bị tắm. Chào! Thư giãn chút không? Có màu xanh biển nè, Ellie. Đừng quên đó. Mình sẽ canh chừng. Trời ơi, bất lịch sự. Nhưng vẫn thực hiện thử thách. Mình thêm màu xanh vào nước tắm. Mình giống như đang tắm trong đống xì trâm. Sao nhìn em như thế? Em bình thường mà, đây là một phần thử thách mà thôi. Nâng cơ lên nào bạn. Ủa, lại là bạn hả? Hi. Mình nè, mình sẽ giúp bạn tươi tỉnh mạnh mẽ hơn. Đây, thêm quả cân màu cam này lên. Bạn muốn hại chết mình à? Mấy cái cân màu cam nặng lắm. Thôi mà, thử xem bạn nâng được bao nhiêu. 1, 2, 3, 4. Ai, con trai ngày nay yếu thật à. Ngày đẹp để tập thể lực. Bạn tập siêng thì xứng đáng uống ly sinh tố ngon. Oh yeah! Thấy mình rồi à? Ellie, đừng quên thử thách màu sắc nha. Không muốn tham gia.
Vậy cái này thì sao? Ha ha ha, Coloris hết sợ bạn rồi. Vậy còn cái súng to hơn này, làm cho mình ly sinh tố màu vàng. Mình phụ cho nha. Nguyên liệu trông ngon quá. Dùng hết luôn. Không không, chuối không cần phải lột vỏ. Thêm mù tạt, chanh, bắp, lòng đỏ trứng, phô mai và dầu ăn. Tuyệt vời. Trông ngon quá. Uống hết đi Ellie. Kinh quá. Vấn đề là Coloris đâu rồi? Tại sao mình phải uống thứ này chứ? Nay mình giặt ít đồ, thêm cái áo thun bẩn nữa. Mình đã chuẩn bị đồ dơ trước, sẽ trắng như mới thôi. Đợi một xíu nào. Đây là thử thách màu sắc, và bạn phải sử dụng màu đỏ. Thử thách đi, không là mình xài vũ lực đó nha. Rồi rồi, màu đỏ ở đâu? À à, vớ mình. À, bye bye quần áo trắng của mình. Hài lòng chưa Coloris? Vậy mới tốt chứ. Nhớ đó, mình canh chừng bạn đó nha. Không ổn rồi Ellie, tất cả quần áo trắng của em thành màu hồng rồi, tại thử thách màu sắc của Coloris. Em thích màu hồng hay không? Rửa chén thôi. Mình đây. Quên còn thử thách màu sắc sao Ellie? Cho bạn màu cam nè. Làm đi không nói nhiều. Chắc mình phải rửa chén bằng Fanta cam. Nhớt và mùi ngọt quá. May quá không có Coloris. Em sẽ sơn móng tay bằng màu mà em thích. Mình đây, hai bạn yêu. Bạn phải sử dụng màu hồng. Sơn móng màu hồng cho mọi người, cả bạn trai của bạn. Ok, bạn muốn như vậy. Được thôi, thử thách mà. Đành vậy thôi, em sơn cho. Màu này hợp với anh lắm đó. Không sao, vài ngày sau màu bóng sẽ hết thôi mà. Chào buổi sáng Theo, ngủ ngon không? Mình ngủ ngon và nhớ bạn lắm. Bạn có thử thách mới đây nè. Màu gì đây? Đỏ. Tuyệt chưa? Đánh răng bằng kem đánh răng màu đỏ. Màu đỏ là màu của đam mê, năng lượng và hạnh phúc đó nha. Vậy nha, mình ra ngoài trước á. Đánh răng nhanh nào. Bạc hà nóng đỏ tươi. Trời ơi, ngày gì mà sao nhớ mình à? Mình có thử thách màu mới cho hai bạn. Ủa, màu đâu hết rồi? Không phải chứ. Thôi tạm biệt nha. Chào. Cú
cuối cùng Coloris đi rồi. Đừng bao giờ gọi số đó nữa nha. Bạn có thích thử thách màu sắc này không? Bình luận bên dưới và cho chúng mình biết nếu bạn muốn chơi trò chơi đầy màu sắc đó. Đăng ký kênh của chúng mình nha các bạn. Like video này và bấm vào chuông. Đừng bỏ lỡ những thử thách mới vui nhộn từ Woohoo.